giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trèo súp nha mọi người. Anh ơi, cứu anh! Ở những số trước, Thu Hà đã trải nghiệm rất là nhiều trò chơi thú vị như là trượt tuyết, cắm trại. Thì ngày hôm nay Thu Hà sẽ liều lĩnh và vượt qua nỗi sợ hãi nước của bản thân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trèo sấp trên sông Sài Gòn. Một trong những lý do khiến cho bộ môn thể thao trèo sấp ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam đó chính là mọi người có thể cảm thấy thoải mái, xả stress khi chơi bộ môn thể thao này. Và thứ hai là đây được xem là một bộ môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe. Và thứ ba đó chính là những người chơi sấp có thể tổ chức những cuộc đua với nhau để thêm gắn kết. Rồi đầu tiên, nhớ quy tắc ban đầu. Máy chèo là vật dụng vật bất ly thân, tuyệt đối không có để rớt mất. Rồi về cái bộ môn chèo súp này á, thì chơi á để trải nghiệm mà tốt nhất á, thì là mỗi người mình nên đi một chiếc súp để trong quá trình mình chơi mình chủ động được những cái gọi là cái skill, hoặc là trong quá trình chèo á, đứng một người nó cũng sẽ dễ hơn. Tại vì đi hai người á, một người ngồi một người đứng, nó sẽ tư thế nó dễ bị té, dễ bị lật, nó không có vui bằng đi một. Trước khi tham gia bộ môn thể thao này thì chúng ta cần phải trang bị áo phao cũng như là lắng nghe tất cả những lời khuyên, lời dặn dò và việc xử lý những tình huống từ phía ban tổ chức để chúng ta có thể trải nghiệm bộ môn thể thao này một cách an toàn nhất. Ta chỉ cầm ở đây nè. Dạ. Và mình nếu như mình chụp thắt này. À, sau cầm đi. Dạ, cảm ơn anh. Giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trèo súp nha mọi người. Trời bắt đầu buông nắng và có vẻ như cái khung cảnh ở trên bờ sông Sài Gòn lúc này đang rất là đẹp mọi người ạ. Nắng vừa đủ. Lần nào đi xuống dưới sông cũng bị té. Và hy vọng lần này, cầu mong là mọi thứ suôn sẻ, không bị té. Cố lên, cố lên, vượt qua nỗi sợ của bản thân. Cố lên. Đây là cái phần trọng tâm của con súp đúng không? Để khi mình bước xuống mình không bị té, mình đưa cái chân phải qua khỏi cái khu vực ở giữa một tí xíu, quỳ ở tư thế quỳ hoặc là ngồi. Thì đầu tiên là bước xuống hầu như là ở tư thế quỳ, sau đó mình mới ngồi xuống. Đây, anh em nè, bước ra ha. Đây, bước ra vậy, giữ thăng bằng, sau đó sẽ rút máy chèo. Rồi chèo thôi, đơn giản. Bước chân phải qua bên kia luôn. Đúng rồi, chính xác. Tôi làm được. Sau khoảng 5 phút làm quen với nước thì bây giờ Thu Hà đã cảm thấy bắt đầu quen dần rồi và cảm thấy là cái hoạt động trèo sấp này cũng khá là thú vị. Và hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ có một buổi trải nghiệm trèo sấp thật là tuyệt vời. Tấp nập và bận rộn cho nên Thu Hà nghĩ là rất khó để chúng ta có thể thu xếp để có một kỳ du lịch dài hạn. Thế nhưng hoạt động trèo sấp này thì chúng ta chỉ tốn từ 1 đến 2 giờ đồng hồ thôi là đã có thể trải nghiệm việc lênh đênh trên dòng sông và cảm nhận không khí mát lành, dường như là mọi mệt mỏi đã tan biến sau những giờ làm việc căng thẳng. Và Thu Hà nghĩ là hoạt động này cũng rất là phù hợp với những người bận rộn. Là
cảm xúc của mình ngày hôm nay khi mà trải nghiệm chèo SUP thì mình cảm thấy như nào? Dạ vâng, thật ra thì đây là lần thứ hai em chèo SUP. Lần đầu tiên thì chèo ở Cần Giờ, khi đó thì chưa biết kỹ thuật chèo gì cả, cho nên là cứ tự lên xong rồi theo cái bản năng mình chèo thôi. Nhưng mà ngày hôm nay trước khi chèo thì được anh Cao Minh có hỗ trợ hướng dẫn về những cái kỹ thuật chèo, thì cảm thấy là cái việc chèo của mình nó thuận tiện hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Tại vì mình đã biết được những cái kỹ thuật cơ bản như là vẹo trái như thế nào, vẹo phải như thế nào và đi thẳng như thế nào, cho nên là cũng là một cái trải nghiệm thú vị cuối tuần này, một cái cơ hội để mình relax sau những cái ngày làm việc mệt mỏi trong năm vừa rồi. Rồi, và khi mà trải nghiệm chèo SUP trên sông Sài Gòn thì mình có thể ngắm được rất là nhiều khung cảnh đẹp, và mình cảm nhận về cái trải nghiệm đó nó đặc biệt như thế nào? Dạ vâng, thì thường là hoàng hôn thì nó sẽ có một cái cảm xúc buồn một xíu, cho nên là cũng là một cái dịp để mà mình lắng lòng lại, mình xem thử là trong năm qua như thế nào. Trong quá trình chèo SUP thì em đã lắng lòng và cảm thấy là năm qua mình đã làm được gì, mình chưa làm được gì và kế hoạch năm tiếp theo của mình như thế nào. Một trải nghiệm rất là thú vị. Ngay sau lưng Thu Hà đó chính là hình ảnh tòa nhà La Paz 81 và hình ảnh hoàng hôn Sài Gòn đã buông xuống. Mặc dù ở Sài Gòn đã rất nhiều năm, đã rất nhiều lần được ngắm tòa nhà La Paz 81 và cũng rất nhiều lần ngắm cảnh hoàng hôn, nhưng mà có lẽ là cái trải nghiệm lênh đênh giữa sông Sài Gòn và ngắm hoàng hôn cũng như ngắm tòa nhà La Paz 81 dưới góc nhìn từ giữa sông Sài Gòn thì đây là trải nghiệm lần đầu tiên của Thu Hà, và Thu Hà nghĩ là đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời, mọi người nên trải nghiệm nhé.